Hello, xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2023 thì cửa hàng chúng em xin phép giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích rất là nhiều các thương hiệu các bác nhá. Và cửa hàng chúng em thì đã có phân tách ra các bác nhá. Hàng trên là những dòng máy cưa sử dụng gia đình về cắt củi hoặc là các bác nào mà sử dụng ít, giá cả khoảng trên dưới 2 triệu thôi. Đó, còn hàng bên dưới là những dòng cưa cao cấp, những sản phẩm máy cưa Estin mang thương hiệu của Đức các bác nhá. Hàng nhập chính hãng từ Đức về luôn ạ. Hàng bãi các bác nhá. Hôm nay là lô máy cưa hàng bãi. Đó. Máy móc thì cực kỳ đẹp. Con nào cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nha. 10 con đẹp như cả 10. Hôm nay thì chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ S này. Đó. Các bác nào mà muốn đặt hàng hết đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản. Đó, các bác cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, không cần cọc trước luôn ạ. Đó, các bác nào ví dụ các bác trong lô máy ngày hôm nay các bác ưng ý con nào ấy, các bác chỉ cần đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con này rồi này. Đó, đây là lô chữ S này, từ S1, S2, S3 cho tới S10 các bác nhá. Đó, các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em, ví dụ là các bác muốn chốt con S1 chẳng hạn, các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em, các bác bảo là chốt cho anh con S1 thì cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này các bác nhá, là cửa hàng chúng em sẽ đóng gói và gửi hàng đi cho các bác để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ đóng gói gửi đi cho các bác. Đó, để đỡ làm mất thời gian thì cửa hàng chúng em xin phép giới thiệu qua. Đó, và đây là cửa hàng chúng em đã có báo giá hoàn toàn công khai hết lên trên từng con máy rồi các bác nhá. Các bác vui lòng xem kỹ giúp cửa hàng chúng em. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi, tua đi tua lại, nghe tiếng nổ, test máy của cây máy từng con một. Đó, các bác cảm thấy ưng ý nhất, các bác đặt hàng. Bởi vì cửa hàng chúng em không cần cọc trước, nên là các bác vui lòng xem kỹ để tránh hàng tới rồi nó lại lan tan này, các bác lại không thích các bác nhá. Đầu tiên là con máy cưa Estin 021, cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đẹp như mới luôn. Đó, Estin 023, giá 4 triệu. Con này là giá 3,8 triệu các bác nhá. Một con máy cưa Estin 020 giá 3,450 triệu. Một con máy cưa Pro Glen, con này thương hiệu của Echo Curit các bác nhé. Đó, giá 2,9 triệu. Và một con máy cưa khai thác chuyên nghiệp, con này là Estin 028AV, nòng đứng. Đó, công suất 47cc, cực kỳ lớn. Theo máy là Lam Latin luôn các bác nhé. Con này giá 4 triệu. Một con máy cưa nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác sử dụng gia đình 1,950 triệu, cực kỳ đẹp luôn. Một con máy cưa Echo Curit Nhật bãi 3,000, giá 1,8 triệu. Một con máy cưa Makita, đó, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ, giá 1,9 triệu. Một con máy cưa Hitachi phục vụ cho các bác gia đình 1,8 triệu. Một con máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng cắt tỉa cành trên cao, cầm một tay phục vụ sử dụng các bác nhá, 1,8 triệu. Đó, và giá đó là cửa hàng chúng em là đã bao gồm phí vận chuyển hết rồi các bác nhá. Và tặng kèm phụ kiện, bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tua vít trình. Đó, là đấy là phụ kiện kèm theo của cây máy. Và giá mà cửa hàng chúng em công khai hết ở trên này rồi ạ, là đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi các bác nhá. Đó, nên là các bác không cần phải mất thêm bất kỳ phí gì khác. Đó, khi hàng tới kiểm tra hàng, các bác chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em đã đề lên trên từng con máy. Ôi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để giới thiệu cho các bác, để test nổ cho các bác từng con một, để cho các bác nghe qua tiếng máy các bác nhá. Dạ vâng, cây máy đầu tiên là một con máy cưa Estin MS021C các bác nhá. Con này thì đời nó có núm bơm xăng phụ ở đây cho các bác. Đó, núm bơm xăng phụ, máy móc tình trạng con này thì khá là đẹp, chất lượng luôn các bác nhá. Ốp làm là ốp giật, là tay nắm giật to bản này. Con này thì cực kỳ VIP luôn rồi. Làm con này mặt cắt là được gần 40 các bác nhá. Mặt cắt con này nó được 37 phân. 37 phân các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ từ A tới Z. Siêu đẹp, siêu chất lượng luôn. Chuẩn hàng bãi Đức, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Made in Germany này. Con này thì cực kỳ đẹp luôn. Giá con này là 3,8 triệu các bác nhá. Giá cửa hàng chúng em đã bao gồm phí vận chuyển. Con này thì có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35-40 phân đổ lại các bác nhá. 35-40 phân đổ lại. Dòng Estin của nó thì cực kỳ bền bỉ rồi. Dòng mang thương hiệu của Đức luôn các bác nhá. Con này là hàng bãi chuẩn zin nguyên bản, 100% hàng, chưa bung chạm máy móc. Về mà các bác kiểm tra mà đã thấy có linh kiện nào mà cửa hàng chúng em đã thay thế rồi
thì cả chúng em xin phép là đền 10 lần tiền. Đó. Công suất 40cc các bác nhá. Con này là công suất của nó là 40cc, về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35-40 phân đổ lại các bác nhá. Đó, nên là các bác vui lòng cân nhắc kỹ giúp cửa hàng chúng em. Các bác nào mà cảm thấy mà 35-40 phân đổ lại đường kính gỗ thì về các bác lựa chọn con này là cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Giá con này là 3.800.000 một chiếc, máy quá VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Mang thương hiệu của Đức, đầy đủ từ A tới Z. Đó. Cái này thì nó có thể lên được 2 ốc các bác nhá. Nguyên zin của nó đang là 1 ốc. Nếu mà các bác có nhu cầu muốn lên 2 ốc thì các bác muốn đặt hàng con này mà muốn lên 2 ốc thì các bác báo cho cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ lên miễn phí cho các bác nhá. Thêm 1 ốc nữa. Đó, và tại vì cái này thì nguyên zin nguyên bản thì cửa hàng chúng em đang để nguyên zin để phục vụ nó có thể zin nhất có thể. Còn các bác nào có nhu cầu muốn lên 2 ốc thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. S1 giá 3.800.000. Đó. Estin 021 cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Dạ vâng, các bác nào mà đam mê con Estin 023 thì cửa hàng chúng em hôm nay có luôn các bác nhá, một con máy cưa Estin 023 công suất cũng 40cc. Đó, chuẩn hàng Đức, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, chưa bung chạm máy móc, nòng hơi ngon lành. Máy móc nguyên zin nguyên bản 100%. Các bác nào mà tìm thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa, cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Giá 4 triệu đồng các bác nhá, 4 triệu đồng. Estin 023 con này thì nguyên zin nó là 2 ốc lam. Đó, 2 ốc lam. Lam con này mặt cắt là được cũng gần 40 phân các bác nhá, gần 40 phân, 37 phân cho mặt cắt của cây lam của máy cưa Estin 023. Giá 4 triệu đồng, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Xích thì sử dụng ngon lành từ A tới Z các bác nhá. Và điều đặc biệt là con này thì cả chúng em đã lên nhông đồng tiền cho các bác rồi. Đó, không phải là chén mũi khế mà là chén nhông đồng tiền các bác nhá. Đó, chén nhông đồng tiền. Chén ở bên trong này các bác. Đây, chén ở chén này này. Các bác nhìn cho, đây cái chén này thì cả chúng em đã lên chén nhông đồng tiền cho các bác luôn rồi các bác nhá. Giá nó là 4 triệu đồng cho một chiếc máy cưa Estin 023. Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Cam kết cho các bác là hàng chuẩn zin, nòng hơi cứng cáp các bác nhá. Nòng hơi chưa hề bị xước bất kỳ tí gì luôn. Dạ vâng, còn các bác nào mà về phân khúc sử dụng gia đình, máy móc nhỏ nhỏ một tí xíu thì các bác lựa cho em con này các bác nhá. Một con máy cưa Estin 020, công suất của nó là 36cc. Cũng là thương hiệu của Đức các bác nhá. Cũng là thương hiệu của Đức, Estin 020. Cam kết cho các bác máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Hàng chưa bung chạm máy móc. Các bác nào mà tìm thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa, cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Và con này thì cửa hàng chúng em thì đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nha. Đó. Con này thì cửa hàng chúng em xích cũ của nó thì nó cũng khá là cùn rồi. Cửa hàng chúng em đã lên cho các bác hoàn toàn miễn phí một sợi xích mới. Keng xà beng luôn các bác nhá. Sợi xích mới hoàn toàn miễn phí. Mặt tiền của này khá là đẹp, lốc là lốc nhôm các bác nha, lốc là lốc nhôm này. Đấy, mặt tiền cực kỳ VIP luôn nha, chưa hề có han gì hay làm sao cả. Giá 3.450.000, 3.450.000 một con máy cưa Estin 020. Cực kỳ đẹp luôn con này này. Bên trong nó khá là đẹp và chất lượng luôn các bác nha, như mới luôn ạ. Hôm nay lô ngày hôm nay thì cực kỳ đẹp. Ký hiệu là S3 các bác nha. Các bác muốn đặt hàng con này thì hãy đọc cho em cái ký tự là S3. Lam con này mặt cắt là được 30 gần 35 phân. Gần 35 phân các bác nhá. Đấy là lam mặt cắt. Đó, con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân đổ lại, 30 đến 35 phân đổ lại thì có thể sử dụng con này, sử dụng cực kỳ ok các bác nhá. Cắt gỗ ấy ạ. Thắng xích sử dụng ngon lành từ A tới Z này. Mm-hmm.
Dạ vâng. Qua con S4 là một con máy cưa Echocurit, con này là Pro Grand này. Pro Grand 35cc nòng đứng các bác nhá. Nòng đứng công suất nó là 35cc. Thắng xích thì sử dụng cũng là ngon lành các bác nhá. Con này cực kỳ đẹp luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, tích hợp núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Có xả áp ở đây luôn ạ. Có xả áp giúp cho các bác giật nhẹ nhàng. Con này thì tăng chỉnh tăng giảm lam là trực tiếp trên phần cây lam luôn coi nhá. Trực tiếp trên phần cây lam. Lam con này mặt cắt là được 35 phân. 35 phân mặt cắt cho cây máy cưa S quên Echocurit. Đó. Con này cực kỳ đẹp luôn. Mà mẫu mã con này cũng khá là hiện đại đúng không các bác? Nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt. Trắng, cam, đen. Đấy. Rất là nhiều màu. Giá 2.900.000 các bác nhá. Tình trạng đẹp trên 90%. Máy móc vẫn là cam kết cho các bác nguyên zin nguyên bản, nòng hơi cứng cáp bít tông là chưa hề có vết xước. Cực kỳ đẹp đúng không bác? Giá 2.900.000 cho con máy cưa S4. Vâng, và đây đây. Cửa hàng chúng em hôm nay là có một con này thì cửa hàng chúng em bán xả luôn các bác nhá. Hiện tại trên thị trường bây giờ con này nó dao động khoảng tầm 5 triệu đến hơn 5 triệu. Đó. Nhưng mà hôm nay thì cửa hàng chúng em là hiện tại nhà chúng em là còn một cây duy nhất. Mẫu mã hình thức thì cũng không được ưa nhìn mấy bởi vì nước sơn của nó thì nó cũng bị bong chóc thôi, nhưng mà cam kết cho các bác là hàng chuẩn zin từ ATZ. Chuẩn zin từ ATZ các bác nhá. Lòng hơi cứng cáp. Con này là con gì ạ? Estin 028 AV, công suất 47cc. Phục vụ cho các bác nào mà chuyên khai thác các bác nhá, chuyên khai thác chuyên nghiệp luôn đấy ạ. Con này thì lốc là lốc nhôm này. Lốc là lốc nhôm, nòng đứng. Lam con này theo máy là một cây lam Latin luôn ạ, chứ không phải là lam bánh xe các bác nhá. Không phải là lam bánh xe đâu ạ. Xích là xài xích 325, cũng thuộc dạng là gần như là xích lớn rồi đấy ạ. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Mặt cắt 40 phân, lam là lam Latin. Máy móc chuyên phục vụ khai thác cho các bác hai ốc lam. Cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Ốp lam nhôm. Nồi đồng cuối đá luôn các bác. Giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 4 triệu đồng hôm nay cả chúng em bán xả luôn ạ. Cho các bác nào nhanh tay muốn đặt hàng con này về để phục vụ chuyên khai thác. Keo chàm đồ linh tinh, công suất 47cc cơ mà. 47cc thì các bác phục vụ khai thác bổ xẻ này, hoặc là các bác nào mà về cắt keo chàm đồ linh tinh thì con này cũng cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Quá VIP và quá ok luôn đúng không các bác? Giá lại cực kỳ rẻ, chỉ 4 triệu đồng. Máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Các bác nào mà tìm thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa, cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Nòng hơi cứng cáp bít tông, không hề có vết xước. Đó. Cam kết cho các bác luôn vậy. Hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn các bác nhá. Test nổ ngon lành thì các bác nhận hàng. Và bây giờ là qua những mẫu máy cưa về cho các bác phục vụ cho các bác sử dụng gia đình đây. Những mẫu máy cưa mà phục vụ cho các bác về cắt cành đồ linh tinh. Đó, giá rẻ, chỉ trên dưới khoảng 2 triệu đồng thôi. Một con máy cưa S6 giá 1.950.000 này, công suất 33cc, máy móc tình trạng đẹp 99% các bác nhá. Hiệu Tananka. Này, cho các bác nhìn quả bô của nó này. Không hề có vết han gì đúng không ạ? Về cho các bác như mới luôn, con này thì em có nghe chủ cũ người ta quên sử dụng. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Đây cho các bác nhìn qua bên phần bên trong của nó này. Đấy các bác nhìn kìa.
nhìn cái vô lăng của nó xem nó có như mới đúng không ạ? Cực kỳ đẹp đúng không? Dạ, tiếp theo đây là con máy cưa S7 các bác nhé. Một con máy cưa Echo Curit 3000 công suất 30cc, giá chỉ 1.800.000, 1.800.000 các bác nhé. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Vẫn là hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhé. Dạ vâng, tiếp đến là con S8, một con máy cưa Makita, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản các bác nhé. Vẫn là công suất 30cc, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Làm con này mặt cắt là được 30... mặt cắt là 35 phân luôn các bác nhé. Xích là xài xích mini nhỏ gọn, phục vụ cho các bác cắt tỉa cành về xài gia đình đấy ạ. Vẫn là hai ốc lam, cực kỳ chắc chắn. Thương hiệu Makita thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Hitachi này, hàng Hitachi của Nhật nội địa tiếp các bác nhá. Công suất của nó là 30cc, giá 1.800.000. Làm con này thì nó hơi ngắn, làm con này mặt cắt là được như có 30 phân rồi các bác. 30 phân các bác nhá. Mặt cắt được 30 phân. Xích vẫn là xích mini, vẫn là hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Thương hiệu Hitachi, vòng tua con này cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay các bác nhá, một con máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ cho các bác nào mà hay phục vụ nhu cầu cắt cành đồ cao trên cao các bác nhá, hoặc các bác nào mà hay leo thang hoặc là leo cây ấy, để tỉa cành tỉa nhánh mà cần sử dụng một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ để cầm một tay được ấy ạ. Đó thì các bác lựa cho em con S10 này, một con máy cưa thương hiệu Ryobi cũng là của Nhật, hàng bãi các bác nhá. Giá chỉ 1.800.000, làm con này mặt cắt là được 35 phân, cực kỳ dài để cho các bác tiện sử dụng. Đó,
tiện để về cắt mấy cái cành nhánh đồ linh tinh cho nó dễ dàng, cầm một tay thoải mái luôn các bác nhá. Vẫn có núi bơm xăng phụ đầy đủ, giá chỉ 1.800.000, máy móc cam kết là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Hay sử dụng chèo trên cao ấy thì những cái con máy này thì nó có được tích hợp thắng xích các bác nhá, để cho nó bảo vệ an toàn thì cực kỳ tiện lợi luôn. Có thắng xích này thì các bác chèo trên này là không sợ là cái xích nó sẽ quay được các bác nhá. Chỉ khi các bác sử dụng các bác bật lên thì nó sẽ quay cái sợi xích này thôi. Vẫn tích hợp hai ốc lam cực kỳ chắc chắn. Hôm nay lô máy cưa này thì toàn những con máy cưa VIP và cực kỳ đẹp luôn. Các bác nào mà đam mê hoặc là ưng con nào rồi ạ thì các bác vui lòng xem kỹ video giúp cả chúng em. Các bác tua lại, tua đi, tua lại để xem, nghe tiếng máy, các bác cảm thấy ưng ý hoặc là hợp lý con nào rồi thì các bác đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con rồi các bác nhé. Đó, và giá là cửa hàng chúng em đã công khai tất tần tật từ A đến Á trên video, giá công khai hết rồi các bác nhé. Các bác nào ưng ý đam mê thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Số điện thoại để liên hệ thì cửa hàng chúng em đã để dưới màn hình rồi các bác nhé. Các bác chỉ cần liên hệ số điện thoại là 0354392929. Đó. Và cửa hàng chúng em, các bác để lại cho em địa chỉ này, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ nhờ bên đơn vị vận chuyển là bưu điện sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn các bác nha. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.